Vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 8 tới, trận đấu ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Viettel FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội FC. Đây là trận đấu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Nếu Công an Hà Nội FC thắng và câu lạc bộ Hà Nội FC không thắng câu lạc bộ Thanh Hóa FC ở vòng 6, Công an Hà Nội FC sẽ đăng quang sớm trước một vòng đấu. Với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và Ban tổ chức V-League 2023 đã quyết định áp dụng công nghệ VAR ở trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Trọng tài Ngô Duy Lân được trao trọng trách bắt chính, với sự hỗ trợ từ trợ lý Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hoài Tâm. Trong phòng VAR, người điều hành chính là ông Mai Xuân Hùng, còn trợ lý trọng tài VAR là ông Dương Hữu Phúc. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Thanh Hóa FC sắp tới cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Chính vì điều đó, ban tổ chức giải đã bố trí một trọng tài ngoại điều hành trận đấu này. Vừa qua, trận đấu giữa Công an Hà Nội FC và câu lạc bộ Hà Nội FC ở vòng 5 cũng được điều khiển bởi trọng tài ngoại người Thái Lan. Trong tương lai, có lẽ các trận đấu quan trọng tại V-League sẽ luôn có sự xuất hiện của VAR hoặc trọng tài ngoại. Hiện tại, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đứng đầu bảng với 34 điểm, còn câu lạc bộ Viettel FC xếp thứ 3 với 32 điểm, bằng điểm nhưng kém hiệu số câu lạc bộ Hà Nội FC.